cái dĩa cơm 2-3 ngàn mà có một phần rau này chắc 100 ngàn mất rồi. Kiểu này đó, rồi ngon vậy rồi. Rau này muốn mua cũng đâu có hả? À, mua cũng được, chứ rau vườn này à, ngon quá. Ở Sài Gòn làm thì có được quá. Đây là 5 phần ăn à, tính ra 100 mấy à đó, rau thẩm hết luôn. Có cá chiên này à, đặc biệt cái món này ha. Đây là bao tử 115 ngàn. Này bao tử gì? Trứng cá hả? Ôi, trứng cá tra hàng hiếm đem ra để lãi thổ địa. Lãi thổ địa của Long Xuyên. Rồi. Rồi mời mọi người dùng bữa trưa ha. Có ăn phao câu không? Ăn phao câu không cơm? Ăn phao câu không rồi. Dạ. Có luôn. Cô cho gì ăn nấy cô ơi. Dạ. Cho qua đi, nấu cơm thêm. À, nấu cơm thêm, mới nấu cơm thêm rồi. Bác nửa tiếng là có nấu cơm thêm nữa rồi. Kêu đại mấy món này, cái là kêu ra ăn, cái ăn chung luôn. Cái lá cá là chung. Còn thiếu món nào nữa? Bốn phần hả? Còn kêu món gì rồi ta? Kêu thêm phần cái nào chưa có, kêu thêm phần nữa đi. Có bấm rồi con. Cá. Cá rồi. Cá sao dịch đi? Sao bò. Dịch hả? Thêm tí phần dịch nữa đi ăn. Sao gân? Dạ. Một phần vịt sao gừng đó cô Tư. Là đủ 5 phần. Đây là mấy phần cá chiên. Thịt khìa. Cá chiên. Và đây là vịt kho gừng. Thôi bây giờ bắt đầu ra ăn nè. Dạ là YouTube á. Dạ nhắc hết rồi. Ngay chỗ bờ sông luôn. Đây là cái địa chỉ là cái phà Trà Ôn ở bãi Long Xuyên nha. Đây là cá gì á, gì Tư? À, cá rô phi. À, cá rô phi chiên. Cá rô phi là cũng ngon lắm. Dạ. Nó có mắc tiền nữa. Mắc tiền, ngon thì phải mắc tiền rồi. Cá trà cò lạc rồi, họ ra ăn cơm. Đâu, cá cò lạc không chắc nữa giờ. Bỏ qua một dĩa cơm đi. Tự làm cái dĩa rau. Cái rau ngổ ăn sống cũng hai ha. Không nhìn hai ăn. Dạ. Ồ, cái ớt này khác nữa hả? Ờ, còn đây là cái ớt trái lớn, còn lại trái nhỏ kia thì người ta gọi là xẻ ớt, ớt mội, ớt dĩa tùm lum á. Mới 11:30 bắt đầu nấu cơm thêm rồi. Con gì vậy? Cá gì đây? Chưa, con còn chưa dịch tới đó. Nay canh gì vậy? Trời ơi, nay tôi không có nấu canh gì hết trơn nè. Tính nấu mà rồi làm không có kịp. Lấy con cá chạch đây đi. Chị nói là chủ nhật ít người nhưng mà thấy cộng đồng quá trời chứ không phải ít đâu.
cái cam hoa lạc. Ờ. Đây là món cá tra kho lạc. Không gì. Dạ. Con đây cái gì nó quay cái nào? Con đây cái gì nó nào? Dạ, xuống mới xuống hôm qua, bữa nay ghé qua đây để ăn cái món cái quán cơm mà các của dì Tư ở Phà Trà Ôn rất là nổi tiếng, ngon vừa rẻ. Đặc biệt là cái rau xanh, cái rau xanh ở đây thì mọi người khỏi chê rồi, quá ngon luôn. Đây rau xanh miễn phí mà ăn thoải mái nha, mọi người từ qua đó lái ăn luôn, rất nhiều món ngon. Nay là chủ nhật mình nấu mấy món ít hơn hả gì? Ít hơn. Dì Tư nấu ít hơn. Đây là món cá gì vậy? Này là cá tra. Cá tra kho lạc. Ủa trời ngon quá. Nay không có món mắm không? Mắm bữa nay dì Tư không có kho rồi. Dạ. Nay chủ nhật không trời ăn trời rồi cả tháng này. Hôm nay chủ nhật cho nên không có cái mắm món mắm. Món mắm ngon ăn ưa rau xanh ở đây thì nhất luôn, nhất bài á, không chê đâu được. Món mắm biết tiền. Bò giờ đâu không? Thôi kêu đi nói thầy để dì Tư làm ra cái đồ ăn trưa luôn. Bữa nay rất là gọn, có ít đồ ăn. Ít xào nè. Đây cá gì? Cái cá chiên. Này cá chiên. Con ếch, con nghệ. Thịt kia à, cá chiên. Đây là bò xào xào đào ha. Đây là cái món đây gà, đây vịt chứ gà hay gì? Gì Tư? Vịt. Vịt kho gừng á. Vịt kho gừng. Đây trứng kho thịt. Cái điều đặc biệt ở đây là rất là đặc biệt ở đây là cây rau xanh đây. Rau xanh đây là rau xanh tự chọn luôn, tự lái luôn, tự phục vụ. Thích gì ăn đó, ăn bao nhiêu hả? Rau chợ nha. Rau vườn không á. Trời ơi. Ăn cái dĩa cơm là 23.000 nhưng mà ăn cái rau này là hết 50.000 rồi. Mà miễn phí mới khủng khiếp chứ. Gió đưa cây cải về trời, gâu găm ở lại chưa đời đắng cay nè. Này cải trời quá, dưa đưa về trời luôn. Cải trời á. Trời rồi. Ngon nè. Gâu ngủ. Đây cái ngó súng hả? Xiên, súng. Súng ha. Mấy ngó mà cái thân. Cái thân ha, không phải ngó. Ngó là cái dãy non á. Đó. Trời ơi, mấy dĩa cơm mà đây, hai dĩa rau dữ hả? Kiểu này dì Tư đổ rồi. Nóng mặt luôn á trời. Đừng có quay tôi nha. Dạ, không quay anh. Không quay nha. Đây, đã chưa? Dạ, tôi nó phát hiện một cái là nó đuổi tôi lắm à. Dạ, phát hiện là kẹt căng á. Má tôi trốn lên đây ăn cơm nó ngồi ơi. trốn rồi là như. Đây có dưa leo nữa nha. Thấy chưa? Đó bây giờ là khách đông rồi đó. Đây là thủ địa đây nè. Đó. Trứng cá tra. Đã nè. Ủa, cái trứng cá tra khủng vậy hả? Hàng độc quá ha. Trời ơi, cái trứng cá tra mà bự vậy đây. Làm gì vậy? Nói thật cái phần rau xanh ở đây, cái rau vườn á, mà ăn nội cái rau vườn đây còn quá cái tiền 23.000 cái tiền cơm, một phần cơm thôi. Cái rau xanh ở đây rất ngon lắm. Bữa nay do chủ nhật cho nên ít rau và cũng như ít thức ăn, bởi vì học sinh sinh viên nghỉ hết đó. Dì Tư không có làm nhiều. Ăn gì vậy? Ăn cái thịt kho với cái trứng. Ba dĩa. Bới hai hộp cơm đi. Có cá chè nha. Biết rồi. Có cá chè. Không có gì nhiều chút. Đâu rồi, bưng ở ngoài kia một tô thịt kho nữa đi, còn cái gì nữa không? Chú là hai phần
kho nghệ. À, cá chanh kho nghệ. Bông. Kho nghệ. Đúng không gì? À đúng. Vậy tư. Nay chủ nhật thì ít món hơn ngày thường, bởi vì sinh viên nghỉ hết, học sinh sinh viên nghỉ hết gì tư ha. Có ớt xào ra. Ớt xào. Có cái điều đặc biệt ở đây nha, là từ phục vụ hết nha. Cái cái phần rau xanh là từ phục vụ hết. Bữa nay cái rau nè không thấy rau lan nữa gì ha, gì tư ha. Bữa nay không có rau lan, nhỏ kia nó nghỉ nữa. À, không có rau lan luôn. Rau mẫu. Cải trời, rau rừng nè. Cải trời rồi. Dạ, ngon trời. Con súng bắt cải vừa lẹt. Hỏi buộc ha, hỏi. Cái đường ăn cơm ít chịu hả? Dạ hả? Nơi. À, tự làm thấy. Thấy dễ nữa. Ngon chưa? Ủa hả? Ăn súng. Quay lên YouTube luôn hả? Dạ. Đây là khách quen hết rồi cho nên biết ý rồi, cho những người khách rẻ khách mới thì không biết kiểu này, không biết vô lấy rau rồi tự phục vụ vậy đó. À, ăn hàng ngày luôn, 23.000 một phần cơm ở đây. À, thấy không? tự phục vụ hết, không có không ai phục vụ cái rau ớt rồi chanh rồi dưa leo này. Ở kia rồi ha, ở kia nhất là cái phần rau này, rau xanh này đúng là không có quán nào mà tìm được, bởi vì chỗ khác là người ta chỉ mua thôi, mua chợ thôi. Rau vườn thì quá hiếm. Như cái này thì làm sao máy tìm đâu ra. À, đã chưa nó hấp dẫn. À, tới hết đó. Đó là 5 phần ăn, một phần là 23.000, không tính 15.000. Ồ, cái này chỉ có cái mùa nước nổi nó có rồi. Cái rau rạch ha, cải trai đó, mùa nước nổi mới có thôi. Cái mùa kia nó rụi hết á. À, thật sự trước giờ chưa ăn cái rau này lần nào á. Bữa nay hỏi gì rau lan không có, kêu hết rồi, bữa nay không sợ ít không cái ấy, còn thiếu nhiều loại rau. Đâu cải trời đâu, đây hả? Đó, cải trời. Anh nói thật, bản thân không biết cái trời đó luôn đó. Anh mới ăn mà không ăn lắm. Gió đưa cái trời, về trời á. Ừ, gió đưa cái cỡ về trời. Đâu ra mở lại chủ đời đăng ký. Rồi, cảm ơn con, dạ má. Ủa, đi thêm cơm thêm nữa. Trời thêm nữa, cơm thêm rau xanh, cơm thêm miễn phí. Chỉ có tính tiền đồ ăn thôi. À, tính tiền cái phần đồ ăn, cái suất đồ ăn là 23.000 thôi. Này gọi là tính đầu người. Ừ, tính đầu người. Bữa nay chủ nhật cho nên không có món mắm. Không, để cái này ăn sống nó ngon. Không ngọt. Ngọt kìa. Con cá khủng hoảng quá. Nhưng mà vì nó là đây cá rô chiên mà đâu phải con to dữ nữa ta, nhưng nó như là cá điêu hồng mà rô phi bự ha. Trời ơi, cá khủng thật. Cá to ghê, bự dưới à. Cá bự. Nhưng cá này hiếm á. Có người đếm trứng bự mà. Cá sông á. Sông kinh đồng những gì đều đếm. Con từng ký cứng cứng. Đây là cái gì? Cua neo. Đều neo hả? Đều neo. Cắm luôn. Trời ơi, bắt mở cho. Không
anh không nghề hả? Thôi mới vô Sài Gòn cũng như đi ở miền Tây thì cái rau này cứ tưởng là cây bèo mà bèo nước. Em tưởng lục bình. Thằng giống gì vậy? Mà lục bình ăn cũng ngon nha. Bông lục bình là chấm mắm là hết sảy. Vậy đâu đây là nhà đi hái chứ đâu có đi chợ hả? Dẫn mấy bà hái vườn á. Hái vườn, dân lại rau. Phải nhớ là cái mối người ta lái đó, lái các cái vườn. Ở thượng nguồn nó trôi xuống mà. Hay hả? Cả trời ngon ghê. Có rau xanh ở đây ăn là bá trái. Đặc chất miền quê ha. Đúng là đúng là đặc chất miền quê mà ít có quán mà kiếm được ha. Mà có kiếm được cái quán cơm nào mà nó mát mẻ như thế này không? Nó cái khí trời thôi là nhìn thấy nó khỏe rồi. Này tăng cường ăn đậu bắp cho nha. Cho nó chất khớp. Bắp là hồi hộp ăn. Thế tại tăng cường ăn đậu bắp rồi chứ. Cái đậu bắp này mà ăn sống cũng ngon đó nha. Nướng cũng ngon. Cái đậu bắp mà ăn cái kiểu gì quá được á. Hay vô lấy gì nữa đâu? Trời. Người lớn tự lộn bắt nhỏ giảng hòa. Giữ đỡ anh này hay rồi. Chơi bắt nhỏ giảng hòa. Anh đã cả này hay nè. Ồ lấy thêm nữa đỡ. Anh nói đó, đi thì hỏi già mà về bắt nhà hỏi anh trẻ. Bổ sung nhân rau. Anh Hồ. Đạt nói là anh là về nát quá. Bốc lột nít. Bốc lột hạt. Anh với cô Thảo người lớn cãi nhau bắt nhỏ vậy qua. Đây ngồi ăn là ăn ngay bờ sông luôn. À, mọi người ăn cá rô nè. Đây là sông Tiền hả? Hậu. Hậu hả? Hậu. Sông Trảng ngang An Giang là sông Hậu. Giữa con sông Tiền, sông Hậu, sông nào chủ phú hơn? Sông Hậu nhiều cá hơn. Sông Tiền ít cá hơn. Anh thấy là cá là đa số là ở chủ phú đúng không? Dầm nao nữa. Nhưng mà dầm nao bây giờ vẫn còn cá nhiều ha. Bởi vì cái nước nó sâu á. Với đa số là đánh bắt không tới. Đâu đào quá. Bô. Mấy cái cầm này nó bự nha. Nó ăn thơm ra ha. Ừ, thơm. Ngon quá. Ngon anh biết làm gì không anh Hoa? Ngon anh biết làm gì ngon nhất biết không? Không. Xào thịt bò. Cái rau này ở Đồng Nai mà ở gì đó ta? Quên mất rồi. Cầm nhiều lắm. Cầm gì? Gia kiệm.
gia kiệm trầm cái này nữa. Ở đó nó có những cái mạch nước lộ thiên á, nó cứ phun lên. Cái rau này nó cực kỳ khó trồng. Nếu mà cái rau ngổ nè, nó trồng có nước đây á, mình trồng á nó sống tự nhiên thì được, mà mình trồng ra là nó chết đây nè. Đó. Ừ, từ còn. Mà cái nước mà nước mà mấy cái mỏ nước tự nhiên á nó phun vào dưới lanh thì nó trồng nó tốt lắm. Kỳ lắm, cái loại rau kìa. Đi xuống cái vùng gia kiệm làm thấy nè. Nó ở cái sống ở khu vực đầm lầy á. Thường chúng ướt ướt á. Ẩm ẩm. Đặc biệt là nó sống nó không cần đến nắng nha. Nó không nắng. Rau này những cái sàn nước rồi tao thấy nhiều lắm. À đúng rồi. Nước là trồng được kim lửng lửng được có nước được đấy. Còn cơ bắp thì phải dùng cái này cho tăng cơ bắp chứ không gì. Cơm thì chỉ cần ăn rau thôi, chứ không cần cơm. Ăn nửa rau no luôn cả. Thấy không có chuyện luôn á. Quan quá chừng luôn. Thì quá thì là coi. Mấy tờ hôm mà qua đây á, vừa được massage mà vừa ăn cơm ngon vậy. Ông mình muốn đi quá. Bởi vậy bây giờ chỉ nhận công trình ở Long Xuyên này thôi. Bao cơm ngon, bao no, bao ngon, bao ngon, bao sướng nữa. Bao sướng. Ủa, sáng giờ chạy lên tỉnh không? Hả? Rồi hả? Lên đâu? Lên chỗ bà cụ á. Đâu? Chưa. Để hết không được. Lấy sợ cập đập đêm kịp không? Mình lấy sợ cập đập đêm kịp đâu, đợi bữa nó khác. Em chạy lên Sài Gòn bữa nào xuống này đây à. Nhưng mà cái này chấm cá kho ăn ngọt ngay luôn á. Ừ. Ha. Ngon quá anh Hồi. Quá ngon. Nhờ thủ địa đây chỉ có quán cơm ngon quá. Không bụi, bây giờ nó ngon 4 lần rồi đó anh Phố Bụi. Mưa luôn kìa. Mưa luôn. Nãy giờ không ăn rau không à. Không cơm luôn. Trời mai xíu lòng con này luôn rồi. Trời ơi. Ngon á. Rau vườn, rau vườn, rau vườn. Vậy là minh chứng là rau này rau sạch. À rau sạch. Nó ăn lắm. Nếu mà có thuốc thì rau, mấy rau sống ở được. Chết ngắt hay rồi. Không giống bán mặn rồi rồi. Có mùi đó. Giá kiệm rau cũng nhiều lắm. Vậy là thiếu chất xơ hả? Tính giờ mày ăn chỗ này khác lần ký rồi. Ngon. Thật ra có nhiều người họ ăn lắm, họ bị ốm vì họ không có vị giác. Nhiều người họ ăn hai muỗng rau họ thấy là đủ rồi. Những muỗng sau họ ăn để họ vì cơ thể họ có nhu cầu thôi. Mắc ngon ngon. Như đứa bạn anh ốm nhơ mà em hỏi tại sao ốm nhơ nó là đang được hai muỗng là nó ngán. Ăn mà cảm giác muốn ăn hoài mà cái bụng nó chứa không nổi là ăn mà nó ngon miệng. Đạt vậy đó không, cảm giác vậy đó không. Bụng no mà miệng vẫn muốn ăn nữa đi không. Quá. Kéo quá trời lần này anh. Đó. Ăn đi đây là bao dư luôn á. Nhiều quá. Tính đời ăn kêu một. À, kêu một người một phần là ăn hết. Ăn hết đồ ăn. Ô đã. Đã rồi.
anh làm gì hả? Bao no, bao ngon, bao rẻ luôn. Bao mát. Bao mát luôn. Nó dễ chạy dưới đây cá trong cái dinh, cái lọc kiếm. Chiên ngon cực quá chứ. Cái trứng đi anh Hồ. Đi dành này hả? Bớt. Dành này hả? Dành này hả? Đi đá ra. Con gừng ngon quá, thịt gừng ngon, thơm gừng. Lúc con quay trang là dọc gừng đắng. Không cho anh Hoa quay với cậu bánh canh. Gừng quay cái gì không thiếu là hột, thiếu một á. Không ngờ chị qua lại còn 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 bán. Không nước gì đây? Nếu để mình ghé đó, mình ta dẹp rồi đó. À, không biết công nhân, không có ghế, người ngồi cái ghế một vậy ăn. Thằng bẹp với ăn mà. Đắt lắm nha, ở đâu? Bán 30 phút không? Ghê hả? 1 giờ bán tới 3 giờ. Có khi sao không ai ăn trên chợ. Ừ, hồi quá. Đang đang có khi dữ lắm á. Nhiều quá. Ăn hết về đó rồi, người ta ăn cái khi không thì sao ăn không? Ừ, có khi như có rô. Ăn cái rô mà. Lâu quá nào. Em Trang á, của anh Hồ á, là thích ăn cái rô khi nhỏ. Cái nhỏ, cái lớn không thích. Cô Líp biết mà. Thì đó. Thậm chí á, là cái con phi còn làm khô ăn mà. Dự trữ. Cá phi trong mương giờ con cũng bự bự vậy không? Cá rô phi là bự đẻ mà, đâu nuôi đâu. Nhưng đây là rô rô phi lai nè, nó mới to. Phi đồng. Đồng to dữ hả? Ủa, để càng lâu nè, bự nữa đó. Ừ, cái thịt nó chiên ngọt thế rồi. Ba dĩa rau anh Hoa. Ừ. Ba dĩa rau đi ra chợ để mua khấu tiền rồi. Chưa ăn cơm thêm nữa mà. Nò quá. Ăn rau nhiều quá, nò quá. Thôi em bất tử. Ừ. Em đang cố gắng. Anh cho hết kén nè. Con Hoa lại nè. Ừ. Bán ăn chưa để bỏ phí nha. Dạ, ăn lại giả hết rồi bỏ lụa phí. Còn như người ta ăn á, người ta không quan tâm tới canh luôn á, tại vì ta xong hết về cơm mà ta no rồi. Ngọt quá, canh cắt rồi. Ở ra thì ăn rau không cần ăn đồ ăn luôn á. Ừ. Nên rau, ăn rau nhiều quá nó no á. Nhưng mà no rau nó lâu đói lắm. Ừ. Cái bà đó 80 tuổi mà ăn rau với uống nước chanh không á. Mấy tuổi rồi đó. Đó này quá. Phút tóc có vô lớn. Hoa nãy làm cái đùi gì thì làm cái rau nhớ nước canh không mà khô à. Không ăn, không ăn cơm đúng không? Không ăn cơm. Ừ. Như Phú anh Hoa anh ăn cơm uống rượu không đó mà anh cũng đâu có đói đâu. Ngày uống đâu, ngày uống đâu nước cái chanh nó tạo. Uống rượu từ cơm mà bả giờ cơm từ cơm mà nấu ra rượu á. Nhắc chanh vô cái ly gì nè, uống ly bắt đầu bỏ miếng đường rồi ngoại nhất. Còn cái đùi ít được không anh? Chưa nói à. Kén bây giờ nói.
ăn mạnh đi thầy, ăn mạnh đi để mà giảm cái thuốc. Thôi mình nằm mình ngủ nó biết ông thằng yếu thằng ấy á. Mình đi tới số nước sồ nghe. Liếm hết. Anh Hồ đi hai cử. Khó lắm. Anh Hồ đi cử. Tôi sáng hồi đó anh ngủ dậy rồi mà. Đặt lên hơi cứng đó nha. Trời ơi, hầu tối rồi.